đóa hoa ăn thịt khát máu ở Việt Nam, con côn trùng ngây thơ tiến lại gần đóa hoa xinh xắn. Bất ngờ đóa hoa chủ động và chủ trong các nạn nhân xấu số đã mất mạng. Đóa hoa đó chính là một loài bọ ngựa kỳ lạ có tên là bọ ngựa phong lan, tên khoa học là Hymenopus coronatus, phân bố trong các khu rừng nhiệt đới của khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Chúng được gọi là bọ ngựa phong lan bởi màu sắc và hình dạng cơ thể rất giống với một đóa phong lan. Bốn chân của chúng giống hệt như những cánh hoa lan, trong khi các cặp chi trước có răng cưa giống như các loài bọ ngựa khác. Bọ ngựa phong lan là loài rất hiếu sát, chúng sẵn sàng tấn công tất cả các loài côn trùng, đặc biệt là ong, bướm, những đối tượng thường tìm đến hoa để hút mật. Một điều đặc biệt khác của bọ ngựa phong lan là chúng còn có khả năng thay đổi màu sắc cho phù hợp với đóa hoa mà mình trú ẩn. Do sự độc đáo của mình, bọ ngựa phong lan rất được các nhà sưu tầm côn trùng ưa chuộng, nhưng chúng rất hiếm và giá rất cao. Nhớ like và nhấn theo dõi mình nhé. Cảm ơn bạn.